Yeah. Đây là một sáng tác mà Charles viết ra để cho tất cả chúng ta một lý do để được lười cho đến hết ngày hôm nay. Chúng ta chẳng cần phải làm gì cả. Hãy cho phép bản thân mình được lười và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc xung quanh cuộc sống của mình. Vậy thôi. Charles. Yeah. Ngày lại trôi trong bao không mây, gió lung lay hàng cây yên bình. Mình tôi vẫn không biết sớm tối nay sẽ làm chi, làm gì. Có những ngày tôi như thế, tôi hơi hơi lười, không vui không buồn chẳng tâm tư gì. Có những ngày ta như thế, ta không hay cười, không u không sao chỉ thêm đau đầu. Cứ để ngày trôi như thế, vội vã chỉ để rồi ta chẳng kịp nhận ra điều gì đã quý giá. Cứ để ngày không vội vã, nhìn thế gian tay nhìn những đời bằng đôi mắt thật thà, và ta sẽ nhận ra cuộc đời này sao quý giá. Cho hồn tôi được giống trời, la 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 la, lấy lại sức và bước tiếp, la 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 la. Hôm nay cho tôi xin được lời mời chút thôi. Có những ngày tôi như thế, tôi hơi hơi lười, không vui không buồn chẳng tâm tư gì. Có những ngày ta như thế, ta không hay cười, không u không sầu chỉ thêm đau đau. Cứ để ngày trôi như thế, vội vã chỉ để rồi ta chẳng kịp nhận ra điều gì là quý giá. Cứ để ngày không vội vã, nhìn thế gian ta nhìn những đời bóng đôi mắt thật thà, và ta sẽ nhận ra cuộc đời này sao quý giá. Tôi lại